Vào 11 giờ tối qua tại phố Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, liên lực lượng 141 đã thực hiện kiểm tra hành chính đôi nam nữ chở nhau bằng xe máy không đội mũ bảo hiểm. Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi xách tay của Hoàng Thị Hiền có hai túi ni lông chứa ma túy đá và ma túy tổng hợp. Người chở Hiền là Nguyễn Phúc Tuấn, trú tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng. Hiền và Tuấn cùng tang vật đã được tổ công tác bàn giao cho công an phường tiếp tục xác minh và điều tra.